Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chuyên mục Đảm Đang Khéo Léo. Và khi tới chuyên mục Đảm Đang Khéo Léo thì trời ơi, làm Phương Thảo cảm thấy thèm thuồng rất là nhiều những món ăn. Ví dụ như là một người con Sài Gòn mà bây giờ không có thể nào mà mua được bánh tráng trộn, hay là chúng ta không thể nào mua những đồ ăn vặt thì cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Có những ngày ham ở nhà mà thèm bánh tráng trộn tới mức mà trời ơi, chỉ cần ước gì mình ăn được miếng bánh tráng trộn thôi là cảm thấy hạnh phúc tràn về. Nhưng mà không có thực hiện được điều đó bởi vì nguyên liệu không có đủ, đúng không? Đúng chị? Rồi, không có đủ. Nên là dù có cách nào đi chăng nữa thì chỉ là thể hiện cố gắng là chỉ có ớt nè, có muối nè, có trứng nè, hoặc là có ít rau răm thôi. Thì đó cũng là một trong những cái điều mơ ước của mình rồi. Thôi mình ăn vừa mơ chị. Mình ăn, mình tưởng tượng là mình đang gắp một cái đũa bánh tráng trộn cực kỳ ngon vào miệng để thỏa mãn được cái tinh thần của mình. Ăn trong mơ, ăn trong tiềm thức của mình. Đó là trêu đùa vậy thôi, chứ thật ra chúng ta cũng có thể làm tại nhà. Nhưng mà chắc có lẽ là Khánh Phương hợp lý hơn, bởi vì Khánh Phương khá là đảm đang khéo léo, còn Phương Thảo thì nổi tiếng là hậu đậu và đảm đang. Thật sự là Khánh Phương cũng không dám nhận là mình đảm đang khéo léo đâu. Và chị Thảo thì em biết cũng rất là khéo tay. Thường quý vị biết không, đến cái chuyên mục đảm đang khéo léo á, thì các anh chị tổ chức sản xuất thường rất là tin tưởng để giao cho chị Thảo cái mục này. Cho nên vì vậy em nghĩ là dù chúng ta có đảm đang hay là không đảm đang, dù có khéo léo hay không khéo léo, miễn chúng ta thích thì chúng ta đều hoàn toàn có thể làm ra được những cái món ngon mà mình yêu thích, đúng không Thảo? Dạ, mình có thể học. Thích món gì? Như em ở Đà Nẵng là em thích món gì? À, Đà Nẵng em thích bánh tráng cuốn, bánh tráng trộn, chấm tất cả các loại tương ớt là chị, em đều chị tưởng là em thích bún mắm chứ. Hôm qua có một người, thưa quý vị, đăng lên Facebook của mình là có thể ăn mắm cả tháng luôn. Trong khi đó nhà của hai chị em mình thì không có lấy con mắm, đúng không chị Thảo? Nhưng mà hình như cũng thấy hạnh phúc, bởi vì hình như Thảo tính cho tụi hai chị em mình mỗi người một túi mắm. Em đã nghe dự định đó nhưng mà chưa thấy nên chưa biết, có thật không? Cái mắm đó mọi người có thể làm như kiểu bánh đập tại nhà ấy. Thì nếu mà ở Hà Nội thì Thảo không biết là mọi người sẽ làm như thế nào, nhưng mà mình có thể là mua cái bánh đa, người miền Bắc ấy thì họ gọi là bánh đa. Bánh đa mà cái lớp nó cái bánh hơi mỏng một tí, xong mọi người mua cái bánh phở ấy, mình về mình lót ở trong và mình đập dập cái bánh gấp đôi nó lại, sau đó mình chấm vào cái mắm nêm đó, nó cũng rất là ngon. Nghe đó là một là cái thèm rồi ha. Nghe là thấy hấp dẫn rồi. Với như Khánh Phương thì em thích món gì? Em thì em thích nhiều món lắm chị. Không, nhưng chị mà... sẽ cho em một món ăn vặt thôi, thì em sẽ chọn món gì? Em sẽ chọn bánh bột lọc. À, cũng khá là ngon, mà bây giờ điều ước của em chắc chắn là thành hiện thực rồi, đúng không? Chính xác là như vậy. À, hóa ra trong tiểu mục hôm nay chị đừng nói là sẽ giới thiệu với em bánh bột lọc nha. Không, hôm nay thì tổ chức sản xuất sẽ mang bánh bột lọc dành riêng cho chúng ta. Bởi vì có lẽ là bây giờ ai cũng rất là thèm những cái món ăn vặt. Như là Phương Thảo thì bánh tráng trộn, còn bé ấy thì thèm những cái loại mắm, đúng không? Như Khánh Phương thì bánh bột lọc. Quả thật là những cái loại bánh thì cũng là điều mà chúng ta rất là mong đợi trong cái đợt giãn cách này. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tự làm ở nhà nếu như chúng ta thấy rằng nó thực sự cần thiết. Hay là có những người thì lại thích ăn hoa quả dầm. Hoa quả dầm thì rất là tốt cho sức khỏe của tất cả chúng ta luôn. Mà cách thì đơn giản, ví dụ như trong tủ lạnh thì chúng ta có hoa quả gì, chúng ta sẽ sắc nhỏ ra bỏ cho một cái ly. Thêm ai thích sữa chua cho sữa chua, ai thích thêm sữa đặc cho sữa đặc. Và bây giờ chúng ta cho đá là chúng ta đã có một ly hoa quả dầm rồi, đúng không ạ? À? Và hình như là Khánh Phương cũng biết làm cơm cháy rong biển. Thì Khánh Phương có thể chia sẻ cách làm được không ạ? Thưa quý vị, cơm cháy rong biển cũng là một trong những cái món rất là bắt. Chúng ta có thể dùng cái món cơm này để ăn vặt những cái lúc mà rảnh rỗi, hay là ngồi xem tivi, xem bóng đá thì ăn cái món này cũng vô cùng hợp lý. Nguyên liệu là cơm nguội, mè rang, rong biển, dùng loại lá cuốn sushi hoặc có thể là sử dụng trong biển nấu canh, tương ớt. Cách chế biến thì đơn giản lắm quý vị. Rong biển mọi người chúng ta sẽ cắt nhỏ, mè thì chúng ta cho lên chảo để rang vàng. Mè rất là dễ bị cháy cho nên khi rang mọi người phải để lửa nhỏ và đảo thật nhanh. Mọi người cho cơm rang ra tô, sau đó cho mè và rong biển vào để tiến hành trộn đều. Khi trộn cơm xong thì chúng ta có thể cho cơm lên bề mặt túi bóng, sau đó phủ lại rồi dùng cái cây tròn để lăn qua lăn lại. Sau đó thì cơm được tráng mỏng, mọi người sẽ dùng dao để cắt thành miếng vuông cho đẹp mắt, hoặc là cắt thành cái hình thù gì thì tùy với quý vị, miễn chúng ta thích là được. Làm nóng chảo, sau đó chúng ta cho cơm vào và ép tiền hanh với lại rán cho lửa nhỏ để cơm giòn. Vậy là món ăn đã hoàn thành. Rất là dễ, đúng không quý vị? Nghe thôi là đã cảm thấy giòn tan trong miệng. Mặn mặn cay cay nữa, chúng ta thích gia vị như thế nào thì có thể nêm nếm, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ ngoài món như Khánh Phương chia sẻ thì Phương Thảo thấy các bạn trẻ còn thích ăn món như là
gạo cay phô mai, một món ăn truyền thống của Hàn Quốc vô cùng hấp dẫn luôn. Bây giờ Thảo thấy là có nhiều bạn làm bánh gạo cay phô mai bằng bánh tráng, tại vì là các bạn không có ra ngoài được, là các bạn ấy phải cuốn cái bánh tráng ở nhà và rồi là lót cái lớp phô mai ở trong đó, rồi cắt ra thành từng khấn khấn nhỏ như thế này này, rồi mình có thể là làm cái bánh gạo cay phô mai. Bây giờ nó cũng dễ tại vì nó có cả những cái túi mà để mình có thể là làm cái nước sốt một cách nó dễ dàng hơn. Bây giờ thì dễ hơn nhiều đó. Thảo Phương thấy là cái chỉ cần ra chợ mua cái bột phô mai rồi về mình bỏ vô mình lắc là cũng có thể làm ra những cái món ăn vặt rất là ngon ở tại nhà rồi. Và quay trở lại với cái món mà bánh gạo cay phô mai thì Khánh Phương cũng muốn là chia sẻ, Phương Thảo chia sẻ một xíu với quý vị khán giả về cái cách làm của nó được không? Dạ, chắc chắn là được thưa quý vị. Với những người mà mình không khéo tay, mình muốn tự làm bánh gạo thì hoàn toàn có thể là tự làm món này tại nhà bằng cách mua bánh gạo sẵn tại siêu thị hoặc là các cửa hàng làm bánh. Và thường thì bánh gạo sẽ được để trong ngăn lạnh đó quý vị. Khi đem về thì chúng ta cần có một nồi nước sôi hoặc là luộc bánh gạo trong vòng 5 phút. Tránh để lâu bánh gạo sẽ bị nát. Sau đó thì vớt ra cho vào một bát nước lạnh để làm nguội và vớt ra để ráo. Cho bánh gạo vào chảo sôi dầu và chiên đến khi mà hơi vàng vàng thì mình vớt tất cả ra. Chúng ta cũng có thể sử dụng giấy thấm dầu để lót. Tiếp đó là mình cho phần bánh gạo đã ráo vào trong một cái bát, đổ bột phô mai và bọc kín bằng màng lọc. Sau đó chúng ta lắc thật đều khi bột phô mai phủ kín đều toàn bộ những phần bánh thì mình đã có thể cho ra đĩa và thưởng thức trong những ngày dịch như thế này. Và thưa quý vị, cái bột phô mai này như Phương đã chia sẻ thì chúng ta chỉ cần một cái nguyên liệu là bột phô mai thôi, mình làm ra được vô vàn những cái món ăn thần thánh luôn, từ bánh gạo cay phô mai này, rồi khoai tây lắp phô mai này, rồi khoai lang lắp phô mai nữa. Những cái món này thì những cái bạn nhỏ nhà Khánh Phương cũng rất là ưa thích, cho nên vì vậy nếu như nhà quý vị có con nhỏ thì quý vị cũng thử làm thử cái món này xem sao, biết đâu là những cái bạn nhỏ sẽ thay đổi cái vị giác, ăn nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, và nếu như mùa hè chúng ta cảm thấy nóng nực, chúng ta ăn phô mai rồi, chúng ta ăn gạo rồi thì chúng nếu giải nhiệt, giải nhiệt đi chị. Chúng ta giải nhiệt thì chúng ta sẽ ăn kem chuối đi. Kem chuối thì cũng là một trong món tuổi thơ đó chị. Em chính thấy còn như thế. Mà cách làm cũng đơn giản. Chị nghe đến chị Thảo làm kiểu gì? Chị Thảo làm kiểu gì? Cắt rồi chị nghe đến kem chuối thôi là em nghe thoang thoảng đâu đây mùi nước khúc dừa rồi, với lại mùi đậu phộng đập rang ra rắc lên trên. Đó, chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã có kem chuối, chúng ta bỏ vào tủ lạnh thôi là chúng ta đã có thể ăn được rồi. Nhưng mà nếu như quý vị cũng thích ăn những món cay cay hơn một tí xíu, giống như là cái tín đồ ăn cay như Phương Thảo á, thì chúng ta cũng có thể là làm món xoài lắc muối ớt. Nghe đã thấy chua cay, nuốt nước bọt rồi thưa quý vị. Chính xác, mà món này thì cũng khá là đơn giản và dễ làm. Chúng ta chỉ cần lựa chọn cho mình những trái xoài xanh, chua và nghe thôi thì chúng ta đã không kìm lòng được rồi. Và chúng ta cũng có thể cắt xoài, ngâm một ít muối ớt, vừa ăn vừa tám chuyện online cả tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi là như thế nào cả. Món ăn vặt này hoàn toàn hạ gục những cô nàng tôn thờ chuyện ăn uống. Nó cũng cung cấp vitamin C, khoáng chất khác cũng như là mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bạn có thể thay xoài bằng cốc sấu, ổi, củ đậu, những loại quả mà có sẵn trong tủ lạnh để thỏa mãn cơn thèm vặt của bạn. Thưa quý vị, ngoài ra thì Khánh Phương xin giới thiệu quý vị thêm một cái món nữa để chúng ta giải nhiệt trong cái mùa nắng nóng này, mà cũng có thể là những cái món ăn vặt tại nhà rất là đơn giản, dễ thực hiện. Đó chính là món thạch dừa rau câu. Nguyên liệu thì chúng ta chỉ cần 10g bột rau câu, 200g đường, 300ml nước cốt dừa, 3 lít nước dừa tươi và 6 quả dừa nguyên quả là chúng ta đã có thể có được cái thành phẩm là thạch dừa rau câu rồi. Cách làm thì cũng rất là đơn giản thôi, đúng không Phương Thảo? Dạ, và bên cạnh thạch dừa rau câu thì quý vị cũng có thể tham khảo là sữa chua dẻo. Đây cũng là một trong những món mà sẽ rất là thu hút các bạn nhỏ trong gia đình của mình. Chúng ta có thể là chọn sữa đặc này, sữa tươi, sữa chua lên men và thạch rau câu. Quý vị sẽ lần lượt làm như sau. Chúng ta sẽ đổ sữa tươi và sữa đặc vào trong một cái chiếc nồi, mình đun nhỏ tầm là nhiệt độ là 50-60 độ. Chúng ta nhớ chú ý là mình phải để sữa cho sôi quý vị nhé, để sữa chua lên men vào nồi sữa và khuấy đều cho đến khi sữa chua và sữa hòa quyện lại với nhau. Mình ngâm thạch rau câu này cho đến khi tan hết và đổ vào trong hỗn hợp sữa mà chúng ta vừa pha chế. Sau đó mình múc sữa vào các hộp
hoặc là các hũ để mà chúng ta có thể chuẩn bị sẵn, đóng nắp lại và cho vào ủ mà thôi. Chúng ta có thể ủ trong vòng là từ 5 cho đến 8 tiếng là được. Nếu mà chúng ta không có máy làm sữa chua để ủ thì mình có thể là ủ trong nồi cơm điện, hoặc là bằng cách là dùng nước ấm ở nhiệt độ từ 60 cho đến 70 độ. Ủ xong thì chúng ta bảo quản sữa chua dẻo và cho vào tủ lạnh ăn dần. Quý vị cũng có thể rắc một chút là bột phô mai lên trên sữa chua để mà mình có thể là giúp cho các món ăn nó hấp dẫn và thu hút hơn, thay đổi được khẩu vị nữa. Hoặc là chúng ta có thể cho thêm trái cây mix vào cũng khá là ngon. Hay đúng là rồi. Ai thích sô-cô-la thì chúng ta rắc ở phía trên sô-cô-la. Ôi hấp dẫn quá. Ngoài ra thì em thấy là chúng ta còn thiếu nhiều cái món ăn vặt ngon lắm luôn á, như là caramel nè, hoặc là ở Sài Gòn thì chúng ta có một cái món ăn gọi là vua của những món đường phố luôn thưa quý vị, đó chính là món súp cua. Súp cua trứng cút nè, súp cua trứng bắc thảo này cũng là một trong những cái món ăn vặt ở tại nhà mà chúng ta có thể chế biến mà cũng rất là đơn giản. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những cái món ăn vặt trong những cái số tiếp theo của chương trình. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã khép lại cái chuyên mục đảm đang khéo léo này và khép lại phần live stream của mình trên nền tảng số fanpage Kim VTC9. Quý vị quan tâm theo dõi thì ngay bây giờ xin mời quý vị bật TV lên để cùng đồng hành cùng với chúng tôi trong những phần thông tin tiếp theo có trong tiểu mục Sống Vui.